tiền của quán cháu sống vậy, con có gì thì đi tàu, đi tàu mà các giấy tờ đi đi học đi gì chính quyền cũng lo cho à. Điều đáng nói sau vụ tai nạn này là việc đảm bảo an toàn cho hàng ngàn hộ dân đang có nhà và sinh sống trên bờ sông Cái Sắn. Khu vực này có rất đông dân cư cất nhà dọc theo bờ sông Cái Sắn. Do tập quán sinh hoạt nên những hộ dân trong khu vực này đã cất nhà ở đây từ rất lâu. Về mặt pháp lý thì họ không vi phạm nên Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục cho họ sửa chữa lại chứ không cấp phép xây cất mới trên bờ sông. Chính vì vậy mà số lượng nhà được sửa chữa, cơi nới, khang trang thêm mỗi ngày một nhiều trên khúc sông này. Ước tính có hàng ngàn hộ đang có nhà và sinh sống trên bờ sông. Chỉ riêng khúc sông trải dài 25 km thuộc địa phận xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã có gần 600 hộ đang sinh sống. Và hầu như tất cả đều vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ lẫn đường thủy. Vẫn biết